Mình là Hi Chi Chi. Các bạn hãy đăng ký kênh và học tiếng Hàn mỗi ngày với mình nhé. Il Il Y cong lưỡi lên. Il 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 âm ngang. Y Y cái miệng của mình nó ngang ra. Y Y âm ngang luôn. sam 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 sa 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 Chỗ này là âm huyền. Hai cái từ này á khi mà mình đọc á mình phải có một cái hơi nhẹ ở phía đầu. Mình không đọc là sam sam cũng không đọc là xả xà, xà, mà mình phải đọc là xăm, 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 xà, xà, xà. Ô, 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 từ này mình đọc thì cái âm thanh mình phải nói ra là âm ô ô nhưng cái khẩu hình miệng của mình phải là âm u u vì vậy từ này nếu đọc là ô ô ô thì không đúng mình phải đọc là u ô ô dục dục Dục. từ này mình sẽ tập đọc từ căn bản nhất u u u u u u dục 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 từ này và từ này là âm bật hơi vì vậy mình phải bật cái hơi ra chữ để tập cái từ này đầu tiên mình tập âm chi 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 sau đó cong cái lưỡi lên ở phía cuối thì nó sẽ ra cái âm này chi chữ đọc nhanh lên sẽ thành tương tự từ này cũng tập như vậy thầy 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 ban đầu mình cũng tập là ha pa pa. sau đó cong lưỡi lên

sip từ này khi mình đọc thì ban đầu cũng phải có một cái hơi nhẹ ra mình không đọc là sip 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 thì không đúng mình phải đọc là sip 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 và lưu ý cái này âm nó là âm kéo xuống Sibyl Sibyl phil. Chỗ này biến âm. Và chỗ này là âm huyền. C C phil. C phil. Cbil. Cbil mình tập đọc, đọc từ này đầu tiên mình đọc từ pì 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 cong lưỡi lên pì 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 đọc nhanh sẽ thành pì 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 sì pì sì pì sì pì sì pì cb cb từ này cũng bị biến âm về chỗ này là âm huyền. huyện cb 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 sip sẩm sip sẩm sẩm từ này bị biến âm chỗ này là âm huyền sip 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 sầm 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 sip sầm sip sầm sip sầm sip sầm chỗ này cũng bị biến âm chỗ này là chỗ này là âm huyền sếp 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 sạ sếp sạ sếp sạ sếp sạ sếp Sipo Sipo Từ này từ nay bị biến âm, Sì sì, sì, pò, Chỗ này âm huyền

sim 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 nhục 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 từ này mình sẽ tập đọc như thế nào nhi ục nhi ục đọc nhanh lên nhục 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 sim nhục sim nhục 16 nhục 17 17 Chỗ này là âm bật hơi Chìl 18 18 18 Chỗ này cũng là âm bật hơi Pall. ship cổ, ship cổ, ship cổ. Chỗ này, từ này bị biến âm. Chỗ này âm huyền. cổ, cổ, cổ. ship cổ, ship cổ sipco isip, e e -sip. e -sip. các bạn lưu ý nè, từ này từ này từ này từ này từ này từ này với từ này tuy viết giống nhau nhưng cái từ này mình đọc khác từ này mình đọc là sip 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 các từ ở dưới này mình đều đọc là sip 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 y sip sip cổ 18 17 14 13 pack 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 chỗ này mình đọc rõ là âm e không đọc thành âm e và để đọc chữ ph đúng nhất thì mình ngậm hai môi lại với nhau và bật ra cái âm này tuy là nó không có bật hơi mạnh nhưng mà nó cũng có một chút bật hơi peak 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 chon 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 man 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 sim mạnh sim mạnh sim mạnh chỗ này âm huyền và từ này có biến âm xin sim, xin sim, xin sim. màn màn xin màn xin màn xin màn peng màn peng màn peng màn từ này chỗ này cũng là âm huyền và chỗ này cũng có biến âm peng 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 man 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 peng man peng man, man các bạn lưu ý từ này từ này từ này viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau từ này mình phát âm là man man Màn. Từ này phát âm là Mạnh 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 Từ này cũng phát âm là Mạnh 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 Xin mạnh Phen mạnh